Sau đây là những thông tin mới cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và trong cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình trong ngày hôm nay có 16 ca bệnh xác định mới, trong đó 15 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh được cách ly. Tại phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi huyện Kim Sơn 14 trường hợp và tại trường mầm non Tạ Lai Thành huyện Kim Sơn một trường hợp và một trường hợp sau cách ly tập trung từ tỉnh Khánh Hòa về địa phương ngày 25 tháng 7 năm 2021, tự cách ly ở nhà đến ngày 30 tháng 7 năm 2021, được chuyển cách ly tại trạm y tế xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. 15 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real time PCR ngày 31 tháng 7 năm 2021 và mùng 1 tháng 8 năm 2021 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, trên địa bàn tỉnh đang có 33 ca bệnh xác định đang cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, phòng khám đa khoa khu vực Quỳnh Sơn, phòng khám đa khoa khu vực Cồn Thoi và cách ly tại trường mầm non xã Lai Thành, huyện Kim Sơn. Tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm giả soát cho các đối tượng nguy cơ COVID-19 trong tình hình mới. Trong ngày đã có 701 trường hợp được điều tra và lấy mẫu, 360 trường hợp nghi ngờ được cách ly mới. Hiện toàn tỉnh đang cách ly và giám sát 7.029 người. Tại Việt Nam, Bộ Y tế cho biết tính từ 19 giờ ngày 31 tháng 7 đến 18 giờ 30 phút ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 8.620 ca mắc mới, gồm 23 ca nhập cảnh và 8.597 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 2.007 ca trong cộng đồng. Riêng thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục nhiều nhất với 4.052 ca, tiếp đến là Bình Dương 2.179 ca. Như vậy, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, Việt Nam có 154.306 ca mắc, trong đó có 2.262 ca nhập cảnh và 152.044 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 150.474, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, cả nước có thêm 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi là 43.157 ca. Bộ Y tế vừa có quyết định số 3638 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống dịch COVID-19, thay thế cho quyết định được ban hành trước đó vào tháng 8 năm 2020. Theo đó, ca bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 có ít nhất 2 trong số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, mất khiếu giác, hoặc xét nghiệm sàng lọc dương tính SARS-CoV-2 mà không cần điều kiện tiếp xúc F0 hay tiền sử dịch tễ